Sau đây mình sẽ giới thiệu cái bản CinemaS 3 1.5.2 tài sản rồi. Thì đây tải bác cái file này về nhé, cái tải này cài đặt. Solar. Next, install. Next, cẩn thận cái này nó có mấy cái bản mấy cái phần mềm rác này. Rồi. Cái gì? Ở đây. Chọn local. Chọn local server nhé. Chọn local server. Này nó bảo là thêm router này. Đây mình thêm router đi. Ok, thêm router này. Nhưng mà new. Thì tải cái bản Cisco iOS là về giải nén nhé. Chọn con C2691 Open. Rồi Next. Cái tên này để nguyên nhé. Cái này là RAM. RAM mình cho nó. Thì để là 512. Nên là để 512. Nhưng mà bạn nào để 52 mà next đây nữa hướng dẫn next tiếp mà nó không lỗi thì không sao, nhưng mà nếu mà next tiếp mà lỗi thì phải cancel đi và làm lại để cái RAM này là 256. Đã trong trường hợp bị lỗi nhá, như của mình đã bị lỗi lúc trước. Next. Rồi next. Cái này là chọn module thôi. Chọn sau. Nếu phải chọn finder này nha, PC finder này. Đây này là nó tránh cái sử dụng 100% cái processor này. Này nó bin file rồi. Nếu mà lỗi thì cái hàng này nó sẽ đỏ lom. Thì phải chọn lại RAM, cancel để chọn lại RAM. Finish. Rồi, vào đây. Ok đi. Rồi sau đấy là thêm switch. Thêm switch. Thì thêm switch đầu tiên là thêm con L2 thì như là switch L2 đi. Next RAM ở đây thì phải để là 1024. Next chọn image con đúng không? Vào cái file vừa nãy có cái file VL giải nén ra nhé. Open này. chọn con L2. Yes. Finish. Rồi thấy rồi nha. Edit chọn cái biểu tượng của con L2 này là đây. Switch. Rồi chọn ở đây nhớ phải chọn là file tiêu này.
này chọn là 24, adapter 24 này. Size này là 4 này. Cái này là G. Con 1 số 0. Con số 0. Được chưa? Ok rồi. Ok. Đây đây xem. Đây đúng rồi, muốn tạo mới project cũng được. Đây là con router. Con switch. Con switch. Thêm một con switch nữa. Thì vào đây. Thêm switch hoặc là thêm router đều vào đây hết này. Là edit này. Đó, CP đấy. Thêm một con L3. New. Con này là switch L3. Next. 1024 tiếp. Nice. New. Vẫn chọn là con L2 lúc nãy. À, con L2. Và cái file này. Tải về. Finish. Rồi, edit nó đi. Rồi, con này là multi switch. Ok. Chọn file theo 24 tiếp này. G 1 số 0 sai là 4. Rồi, ok. Nếu mà muốn có thể lập trình được cái con này. Series này. Lập trình được cái con này thì phải bấm cho nó chạy đi. Bấm chạy là chạy on. Tất cả đều chạy. Đấy, nghe đúc của nó. Sẽ giống như lập trình trên router bình thường. Đấy, thế nhá. Một chọn xe đi thôi. Thế nha, bye bye.